đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ ba ở bảng 6. Ở khu vực xuất sắc màu đỏ là đội ICC ACTV đến từ trường. Ở khu vực xuất sắc màu đỏ là đội ICC ACTV đến từ trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Hà Tĩnh hô to nha. Chạy em có đỡ chứ cần đây khi cùng sát chuyển sẵn chưa chuyển sẵn chưa chuyển sẵn nè chọn sẵn thời gian điều chỉnh robot đã hết và các bạn đã sẵn sàng để chúng ta tiến hành thi đấu. Hà Tĩnh luộc đi luộc trở lại mình luộc 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 lên rồi như này diễm đừng lên đừng lên lên lọc lọc gã qua đi mua cái bật lạ không biển rồi tao phải đi lại vô không mua được đúng không đang chuẩn bị bắt đầu 5, 4, 3, 2, 1 bắt đầu. Tiếp đi. Đi kế sang. Này này. Tiếp. Lên. Ok. Mạnh lên. Mạnh lên này. Mạnh mạnh nữa. Nên đi lên đi sáng xế sáng xế nữa sáng như hai chú cũng kín như hai chú sáng tiếp mạnh lên mạnh lên thôi cho ông đi tôi tạ cần cả đây như vậy là trận đấu đã kết thúc. Thank you.